ngày 17 tháng 5 tại thành phố Hạ Long, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi năm 2015. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 5 2014-2015 được phát động, triển khai và thu hút 67 cơ quan đơn vị đăng ký tham gia với 136 giải pháp của 370 tác giả và đồng tác giả. Một số đơn vị rất tích cực tham gia như ngành giáo dục và đào tạo với 42 giải pháp, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam với 31 giải pháp, ngành y tế với 22 giải pháp. Theo đánh giá của ban tổ chức, chất lượng các giải tham dự hội thi lần này được nâng cao theo 3 tiêu chí, có tính mới, khả năng nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội. Bên cạnh đó, đối tượng tham dự hội thi cũng rất phong phú, từ các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, giáo viên, học sinh đến người nông dân, công nhân cùng người lao động. Kết quả, hội thi có 54 giải pháp đạt giải, gồm 2 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba, 37 giải khuyến khích. Nhà giáo Nguyễn Hồng Quảng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh nhận giải khuyến khích tại hội thi với giải pháp sáng tạo giáo dục lịch sử cho học sinh thông qua mô hình công viên lịch sử trong trường học. Giải pháp này đã được thực hiện tại khuôn viên trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2 và đã mang lại những hiệu quả tích cực trong việc dạy và học bộ môn lịch sử.